Growth vay tập đoàn Nam Cường vẫn đều đặn thu lãi nghìn tỷ mỗi năm dù thị trường bất động sản do trên. Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội là tên gọi chính thức của đơn vị vẫn được thị trường biết đến là tập đoàn Nam Cường. Vào năm 1984, tại Nam Định, ông Trần Văn Cường đã thành lập tổ hợp dịch vụ vận tải Xuân Thủy. Lĩnh vực hoạt động chính của Xuân Thủy là xi măng, phân món, sắt thép chủ yếu là thị trường miền Bắc Việt Nam. Sau đó, cố chủ tịch Trần Văn Cường đã tiến hành thay máu cho Xuân Thủy. Ông cho chuyển đổi hoạt động sang lĩnh vực bất động sản, khu du lịch nghỉ dưỡng, phát triển quy hoạch đô thị với hàng loạt dự án khu đô thị được Xuân Thủy tham gia đầu tư tại các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Nam Định và mang về nhiều thành công nâng tên tuổi của công ty lên một tầm cao mới. Đến năm 1998, vốn điều lệ của Xuân Thủy được tăng lên mức 595 tỷ đồng. Năm 2005, công ty điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 1.111 tỷ đồng. Cũng trong năm 2008, vốn đăng ký của Nam Cường đạt 16.006 tỷ đồng. Đến tháng 4 năm 2014, tập đoàn Nam Cường lọt vào danh sách 20 gia tộc kinh doanh hàng đầu Việt Nam của tạp chí Forbes Việt Nam. Mới đây, kết quả tài chính năm 2022 vừa được công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội công bố. Theo đó, kết thúc năm 2022, công ty ghi nhận lãi 1.168 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2021.